Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 28 tháng 12 năm 2023 với đề tài đó là Tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo của chúng con, tạng Chúa ngày luôn ở cùng chúng con. Ngài ban cho các đệ tử của Chúa là những mục sư soạn là những bài học để chúng con học. Ngài hướng dẫn chúng con trong việc học lời của Chúa. Tạng Chúa và chúng con, xin Chúa ngài dẫn dắt chúng con luôn. Chúng con tạng Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 từ câu 13 đến câu 16. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bạn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời. Cũng hành động ở trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa là người đã giết Đức Chúa Giêsu và các đấng tiên tri đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa. Ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hàng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sao hết đã đến trên họ. Dạ. Cảm ơn Chúa. Đó là phần Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi vì sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bạn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. Câu hỏi suy gẫm, sứ đồ Phaolô tạ ơn Chúa không ngớt về điều gì? Các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận lời Chúa thế nào và kết quả ra sao? Bạn đón nhận lời Chúa cho mình như thế nào? Sứ đồ Phaolô không ngớt tạ ơn Đức Chúa Trời vì các tín hữu hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca khi nghe ông và các bạn đồng lao của ông rao giảng đã suy xét cẩn thận và nhận biết đây đúng là lời Đức Chúa Trời chứ không phải lời loài người. Nên họ đã tin và tiếp nhận để quyền năng của lời Chúa vận hành trong đời sống họ, khiến đời sống được thay đổi rõ rệt và kết quả cho Chúa như câu 13. Khi một người nhận biết và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, điều đó chứng tỏ họ thật có đức tin ở Ngài, đồng thời cũng tuyên xưng thẩm quyền của lời ấy trong đời sống của mình qua việc vâng theo. Từ ngữ tiếp nhận hay đón nhận mang ý nghĩa không phải chỉ lắng nghe làm đủ, nhưng tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời là một tiến trình lắng nghe, có suy xét và đón nhận lời Chúa vào trong đời sống của mình. Nói cách khác, sau khi nghe lời Chúa, họ quyết định sống theo sự hướng dẫn của lời mà họ đã xưng nhận. Và lời có thẩm quyền trên đời sống mình. Chính vì lẽ đó, lời của Đức Chúa Trời tác động vào đời sống đức tin của họ, khiến họ được vững vàng, sẵn sàng chịu khổ khi bị bắt bớ đức tin từ chính những người đồng xứ mình, như gương của các hội thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, cụ thể là những tín hữu trong hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê như câu 14. Những cụm từ mà sứ đồ Phaolô dùng để mô tả về tín hữu tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca như là có lòng tin, tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, đã chịu khổ, cho thấy rằng những tín hữu tại đây thật sự được tăng trưởng trong đời sống đức tin. Họ có đức tin, có lời Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, đức tin họ có thể hiện qua việc làm là sẵn sàng chịu khổ vì phúc âm. Thái độ của chúng ta với lời Chúa cùng với quyết định của chúng ta có tiếp nhận hay chỉ lấy nghe làm đủ sẽ là thước đo sự tăng trưởng tâm linh của mình. Nếu thật có lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ xưng nhận thẩm quyền lời truyền dạy trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và sẽ được lời ấy hướng dẫn để vững vàng trong đời sống đức tin. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ xem đó là một lời truyền dạy từ loài người thì dễ lắm chúng ta sẽ hành động sai trật như một số người Giu-đa lúc bấy giờ đã làm cho các cơ đốc nhân như câu 15 và câu 16. Câu hỏi, bạn có để quyền năng của Chúa hành động trong đời sống bạn hay chưa? Nha. Cảm ơn Chúa là nhớ đến câu Kinh Thánh là tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những kẻ tin. Quyền phép của Đức Chúa Trời không phải bởi con người. Những người tin Chúa thật sự sẽ được quyền phép của Chúa biến đổi. Lại nhớ và lại xin cô chú anh chị em cầu nguyện một cách đặc biệt cho hai người. Người thứ nhất, gia đình. Gia đình thứ nhất là gia đình của anh Phát, chị Nhung. Khi tin nhận Chúa, tuyên xưng đức tin của mình gặp
vô cùng khó khăn, vô cùng bắc bớ, bị tấn công từ phía gia đình, bị tấn công từ phía xã hội, bị tấn công từ phía những người bạn, đến độ mà lại không còn cái từ nào để diễn tả được. Hãy cầu nguyện cho. Rồi tới chị Dung, đó là bác Dung của Trúc Ly và Trúc Nhi. Khi tin nhận Chúa, đối diện với thử thách cực kỳ lớn, nhưng mà cô chú anh chị em phải nhớ một điều, người ta mới tin Chúa, người ta đâu có biết gì, không có biết Kinh Thánh, mới tin mà, nhưng mà tin thật nha, không có biết Kinh Thánh, học giáo lý cũng chưa được nhiều, chưa làm phép báp têm nữa, nhưng mà đối diện với thử thách kinh khủng lắm, thì cần sự cầu nguyện của chúng ta, của chú anh chị em ơi, cần sự khích lệ của chúng ta, cần sự yên ủi của chính Chúa Thánh Linh, và cần năng quyền hay là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những người đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho gia đình ông Phát Triển Dung, cầu nguyện cho gia đình của bác Dung, cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho những người mà chúng ta đang đi làm chứng, nhất là trong mùa mà kỷ niệm Chúa Giáng sinh vừa rồi, chúng ta có những chương trình truyền giảng, có nhiều người đã tin Chúa và trở lại tin nhận Chúa đó. Chúng ta phải có lời cầu nguyện, chúng ta phải có sự quan tâm, khích lệ họ. Xin Chúa giúp cho chúng ta, xin Chúa thêm sức cho chúng ta. Và quay trở lại với bài học lời của Chúa. Chúng ta có nhận thấy rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là quyền phép Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để có thể cứu chúng ta là những kẻ tin hay không? Vậy thì cô chú anh chị em mình đang đối diện với sự bắt bớ nào? Hãy nhìn gương của Chúa Giêsu chịu nhiều bắt bớ từ phía dân của mình, từ phía vật thọ tạo của mình. Nhưng Chúa đã tha thứ cho họ. Chúa đã xin Đức Chúa Cha tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Rồi tới Ê-tiên. Ê-tiên cũng xin như vậy. Ê-tiên bị người ta ném đá chết. Bị chính dân của mình, anh em của mình ném đá mình. Rồi tới Phao-lô. Họ là những người đã cùng với Phao-lô đi bắt bớ Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu đã cho Phao-lô thấy được cái sai của mình, ông ăn năn quay trở lại với Chúa, thì chính những người bạn, những người cùng làm việc chung quay trở lại bắt bớ và tìm cách giết Phao-lô. Chúng ta là ai? Chúng ta cũng chỉ là những môn đồ bình thường bước theo Chúa. Chúng ta cũng chịu những sự bắt bớ đó, nhưng cảm ơn Chúa vì đó chính là phước hạnh khi chúng ta vì danh của Chúa mà chịu khổ. Hãy nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau. Và nếu như chúng ta là những người đã vượt qua những sự thử thách, hãy cầu nguyện cho những người còn đang ở trong sự thử thách. Và xin cầu nguyện cho những thân hữu, những người mới, tân tín hữu, những người mới bước theo Chúa. Hãy nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau. Và cảm ơn Chúa, đó chính là sự nhắc nhở lời Chúa đã dành cho lời trong buổi sáng hôm nay. Và đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Kính lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Chúa vì đã ban lời Ngài cho con, để biến đổi đời sống con và hướng dẫn con biết sống đẹp lòng Ngài. Xin giúp con luôn nhận thẩm quyền lời Ngài trong mọi lĩnh vực của đời sống con. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giáo của chúng con, Chúa, có những lúc thử thách, có những lúc khó khăn, có những lúc đau ớn, chúng con dường như nản lòng, chúng con dường như chùn bước. Nhưng cảm ơn Chúa, trên lúc đó Ngài thêm sức cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con cũng nghĩ đến anh em của chúng con trong lúc anh em chúng con chịu như vậy, cũng cần sự cầu nguyện của chúng con, cũng cần sự nâng đỡ của Chúa. Xin cho chúng con nhớ đến nhau, cầu nguyện cho nhau nhiều hơn, không phải tư lợi, không phải ích lợi chỉ chính con, nhưng cũng con phải nghĩ đến lợi của người khác. Cảm ơn Chúa vì bài học Chúa nhắc nhở chúng con. Xin nâng đỡ, xin đến với những người đang chịu khổ, Chúa ơi. Xin đến với gia đình của anh Phát Triển Dung, xin đến với gia đình của bác Dung. Xin giúp họ như Ngài đã giúp chúng con. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lời trong buổi sáng nay. Thật phước hạnh khi chúng ta được học lời của Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen.